Cùng với nhiều dự án trọng điểm khác, thời điểm này ở cửa ngõ phía tây bắc thành phố, các dự án trọng điểm của thành phố là bến cảng Liên Chiểu, phân cơ sở hạ tầng dùng chung và dự án đường ven biển nối cảng đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Đây là khu vực dự án đường ven biển nối cảng Liên Chiểu. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, thời gian này các đơn vị thi công đã huy động tối đa nhân lực, trang thiết bị máy móc để thi công các hạng mục. Trên toàn dự án hiện có 6 mũi thi công cùng lúc với 200 kỹ sư, công nhân triển khai làm cả ngày lẫn đêm. Hơn 3 tháng sau khi khởi công, đến nay giá trị khối lượng thi công hoàn thành của dự án khoảng 30 tỷ đồng, đạt hơn 3% giá trị khối lượng hợp đồng. Chủ đầu tư dự án cũng đã tích cực phối hợp với địa phương trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo sớm có mặt bằng để thuận lợi cho các đơn vị thi công xây lắp. Đường ven biển nối cảng Liên Chiểu được xác định là một trong các công trình trọng điểm động lực của thành phố. Thì ngay sau cái thời điểm khởi công là ngày 8 tháng 9 năm 2023, thì sau một tháng để huy động vật tư thiết bị, thì đến nay thì thực chất là đang được triển khai trong cái 2 tháng gần đây với cái điều kiện thời tiết cũng tương đối là bất lợi. Các nhà thầu đang tập trung triển khai 6 mũi, trong đó là có 3 mũi đủ điều kiện để triển khai thi công 3 ca liên tục. Thì chúng tôi đã yêu cầu nhà thầu tập trung máy móc, vật tư thiết bị, trong đó là triển khai liên tục để đảm bảo được cái kế hoạch. Cũng như đường ven biển, việc thi công tại dự án bến cảng Liên Chiểu, phần cơ sở hạ tầng dùng chung cũng đảm bảo tiến độ đề ra từ đầu năm đến nay. Trên công trường, các đơn vị thi công đã khắc phục khó khăn điều kiện thời tiết để đảm bảo hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch. Giá trị khối lượng thực hiện đến nay đạt khoảng 441 tỷ đồng. Cụ thể, các hạng mục chính như đê kè chắn sóng, nạo vét luồng tàu và khu nước, đường giao thông và hệ thống thoát nước đang đảm bảo tiến độ chung. Trong đó, đã hoàn thành 300 trên 1.170 mét đê kè, sản xuất 3.348 khối phủ Jacuna 4 và đến nay đã lắp đặt 334 khối, đã hoàn thành đê bao chứa vật chất nạo vét đường tạm D1, hoàn thành 90% tuyến đường tạm D2. Trực tiếp thị sát dự án mới đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ động viên các đơn vị và nhấn mạnh đây là dự án có ý nghĩa quan trọng với Đà Nẵng và cả vùng nên cần tập trung cao độ. Cái cảng Liên Chiểu mà nếu khi mà nó đưa vào khai thác được cái cảng chỗ này thì làm cho thế chân kiền của ta là cảng biển logistics này, thứ hai nữa là các khu công nghiệp này, thứ ba là du lịch dịch vụ này, nó càng vững chắc hơn. Hơn 100 triệu tấn hàng hóa thông qua cảng này thì tình hình nó sẽ khác lắm không chị? Tăng trưởng cũng khác lên và thu ngân sách trên địa bàn cũng tăng lên rất là nhiều. Thì chúng tôi cũng đề nghị công chí phải triển khai sớm cái này. Theo quy hoạch Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được chính phủ phê duyệt, thì đến năm 2050, cảng Liên Chiểu là cảng hàng hóa và các bến công vụ, xà lan, công suất đạt 50 triệu tấn một năm, tiếp nhận tàu trọng tải từ 100 tấn trở lên, tàu container có sức chở đến 8.000 tiêu. Mới đây, chính phủ cũng đã yêu cầu Đà Nẵng sớm hoàn thiện phương án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu, bảo đảm phát triển tổng thể, đồng bộ, hiện đại, hiệu quả tối ưu.